Xin chào tất cả mọi người nhé, và chào mọi người đã đến với video tiếp theo. Và ngày hôm nay thì em cũng như mọi hôm thôi, em cũng sẽ gửi đến cho cả nhà mình đó là các cái lô hàng với các mẫu hàng si tuyển của nhà Thụy Sĩ. Và đây đều là mẫu hàng chính hãng. Với các cái thiết kế của ngày hôm nay thì sẽ có các cái phiên bản của ITA, một cái thương hiệu của Ý. Và như mọi người thấy là một cái thiết kế màu nâu cà phê rất là đẹp, đúng không ạ? Ở cái vị trí cái hộp xanh. Ngoài ra thì sẽ có một cái phiên bản, đó là phiên bản Thụy Sĩ pin Thụy Sĩ nhá, nhưng mẫu này thì nó cực kỳ là mỏng, rất là đẹp. Và các cái mẫu của Burberry mặt cá hồi, rồi là các bản của Kogu, hay là một vài các phiên bản của dòng Hunting World. Thì mọi người yêu thích ở phiên bản đồng hồ nào thì các chị liên hệ đặt hàng theo số hotline của em, đó là số 0858 58 58 từ quý 2, hoặc mọi người có thể để dưới phần comment bình luận nhé. Và bây giờ thì không để mọi người đợi lâu nữa thì em lên luôn với mã sản phẩm đầu tiên. Với phiên bản sản phẩm đầu tiên ấy thì em muốn gửi đến cho cả nhà mình đó là một cái phiên bản của Burberry. Đó, bởi vì là cái bản Burberry này là một cái bản mặt cá hồi cực kỳ là đẹp. Đây là một cái mẫu mà thực sự là khá là hiếm hàng, bởi vì mọi người biết là với các cái mẫu mà Burberry thì ở trên các cái trang Nhật nó đã hiếm hàng rồi, đúng không ạ? Đấy là để mà nói về là các cái mẫu nhá. Sau đó là mình còn nói đến là về cái độ mới của nó nữa. Đấy, bởi vì là các cái phiên bản đồng hồ thì em sẽ đấu riêng từng chiếc một, thế cho nên là riêng về độ mới này thì nó sẽ được đảm bảo hơn rất nhiều, và cái chất lượng của nó. Với phiên bản Burberry này, đây là bản hàng chính hãng của diện Burberry, và thương hiệu này thì được thành lập vào năm 1856. Đấy, Swiss Made đạt được chứng chỉ Swiss Made, sẽ có vị trí ở vị trí góc 6 giờ phía dưới này. Với thiết kế mặt cá hồi, đây là một cái màu mặt rất rất đẹp dành cho các anh nam tay vừa và nhỏ. Nó có thiết kế 5 kim, có cả lịch ngày và nó có cả lịch thứ ở hai cái mặt đồng hồ phụ hai bên. Đấy, và với cái thiết kế ở đây thì cái cọc số này này cũng sẽ có một cái màu, đó là nó giống như hơi màu cam cam một chút xíu. Hai mặt đồng hồ phụ bên trong thì trải vân nhá, trải vân này. Nó cũng không phải là trải vân mà nó làm theo kiểu vòng tròn đồng tâm ấy, nên là khi ánh sáng mà nó chiếu vào thì mặt nó rất là đẹp. Còn bên trong mới trải vân. Đây này, mặt phía dưới này trải vân. Đấy, toàn bộ phần viền vỏ này, thép thì đều được làm bằng chất liệu thép 316 hết, và nó vừa sáng bóng này, vừa phay xước kết hợp với nhau. Ở đây sẽ có một cái núm nhỏ ở đây này, thì cái núm nhỏ ở đây mọi người sẽ bấm vào đây thì nó sẽ chỉnh lịch thứ. Đấy, thế còn ở đây bấm một cái núm nhỏ ở đây thì nó sẽ chỉnh lịch ngày. Đây là phần núm nhá, có chữ Burberry này. Cái chữ này thì nó sẽ có một cái giống như cái giọt nước ấy, nó sẽ chăm chăm ở trên này này. Đó, còn đây là mặt trước và đây là mặt sau. Đằng sau đấy thì sẽ ghi các thông số, đó là Burberry, biểu tượng đặc trưng riêng của Burberry, đó chính là một một kỵ sĩ, đúng không ạ, đang cưỡi ở đây, đó chính là một cái chú ngựa. Đấy, kỵ sĩ cưỡi ngựa. Và bản này sẽ có mã check của nó sẽ là BU1602. Đó, độ chống nước của nó sẽ là 50m, tương đương với cả 165 feet. Tất nhiên với mẫu này thì không phải là mới 100%, đúng không ạ, mẫu này thì đã qua sử dụng rồi, nhưng mà mọi người có thể thấy là độ mới của nó rất là cao. Đấy, từ phần viền vỏ, và mọi người có thể quan sát là với cái bộ dây thôi đã thấy chất rồi. Nguyên bộ dây thôi nhá mọi người nhá. Đây này, dây này, logo của Burberry này. Đấy, dây rất là đẹp, cái chất dây rất là đẹp. Đấy, cái New Leather, dây da chính hãng. Cái dây này mà là hàng si đấy, mà mọi người thấy là cái dây nó vẫn còn mới và vẫn còn đẹp như thế này. Đó là đã qua sử dụng rồi mà mới đẹp như thế này thì em phải nói thực sự là quá là ok. Ở mẫu này sẽ có cái size mặt, đó là size 37.2, và càng sẽ là 44 nhá, càng 44. Mặt cá hồi rất là đẹp. Đây, nhưng mà cái này chỉ dành riêng cho anh nam tay nhỏ thôi, anh nam tay to lại không đeo được ở mẫu này đâu. Đấy, đây là bản hàng chính hãng của Burberry, máy chuẩn của Thụy Sĩ. Dạ vâng, và với cái phiên bản này thì em cũng đang để cho cả nhà mình, đó là 2.850.000. Dạ vâng, 2.850.000, và phiên bản này sẽ ở mã hàng đầu tiên. Phiên bản này sẽ ở mã, đó là mã 1280. Đó, mã 1280. Tiếp theo sang ở mã hàng thứ hai, đó là mã 1281. Thì em sẽ lên cho cả nhà mình cũng là một cái mẫu máy cơ, à một cái máy pin nhé, xin lỗi ạ, máy pin. Máy pin, nhưng mà ở bản này thì nó sẽ là bản Technos, bản này là một cái phiên bản của Nhật. Thì ngày xưa ấy thì nó là một cái thương hiệu của Thụy Sĩ, đúng không ạ? Sau đó thì người ta đã bán cho Nhật rồi. Và hiện tại thì Technos sẽ là bản hàng chính hãng của Nhật, và sẽ sử dụng đó là bộ máy của Nhật. Đây là một cái mẫu mà em có đấu về cho cả nhà mình, đó là full hộp. Đấy, sẽ có giấy tờ đầy đủ ở phía bên trong. Mẫu này thì mọi người cũng có thể là mang đi tặng, hoặc là mình có thể là để đeo, mình không đeo đến thì mình cứ để trong cái hộp trưng bày cũng rất rất là đẹp.
với một cái phiên bản của Technos dòng Chronograph, đúng không ạ? Nó sẽ mang một cái phong cách thể thao một chút xíu. Và ở đây thì nó sẽ có ba mặt đồng hồ phụ phía bên trong. Một cái mặt đồng hồ thì sẽ hiển thị đó là kim 24 giờ một ngày. Một cái mặt đồng hồ phía dưới này sẽ là chạy chức năng Chronograph. Đấy, khi anh chị bấm vào đây thì bắt đầu cái kim dây Chronograph bắt đầu đang chạy, đang hoạt động rồi. Và thời gian đo tốc độ tối đa của nó sẽ là 60 phút và được hiển thị ở vị trí phía góc 9 giờ. Bên trong cái phần kim và cọc số thì cũng sẽ có dạng quang sáng ở trong điều kiện sáng kém. Đấy, logo này, biểu tượng của Technos này, nó sẽ được làm nổi lên trên, rất là đẹp. Và hai nữa là cái cọc số ấy thì nó sẽ được làm nổi lên trên một chút xíu nhá. Đây mọi người thấy không ạ? Đây này, khi nhìn nghiêng nghiêng mới thấy được. Cái này là bị bụi bởi vì do là ở cái phần gối kia để nó bụi một chút xíu. Thì trước khi mà gửi hàng đi cho cả nhà mình ý, thì em sẽ lau vệ sinh lại cho cả nhà mình. Thế sau đó là em sẽ bọc cuốn qua cái siêu cho cả nhà mình nên mọi người hoàn toàn là yên tâm. Nếu tất cả các anh chị đã nhận được hàng của nhà em thì mọi người cũng đều biết rồi là nhà em rất là cẩn thận, bởi vì là trước nó là hàng si mà thì nó sẽ có các cái vết bẩn. Đấy, mặc dù là cái mẫu này thì mới nguyên zin nhưng cũng vẫn sẽ có các cái vết bụi, thì em cũng sẽ phải lau sạch sẽ rồi sau đó quấn siêu mặt cho mọi người. Đấy, để khi mà mọi người nhận hàng thì các anh chị chỉ việc đeo thôi. Đó, tiếp theo là về phần dây. Thì cái dây này thì nó sẽ là dây silicon nhá. Cái dây silicon thì bao giờ cái độ đàn hồi của nó sẽ rất là tốt. Đây mọi người đúng không ạ? Em uốn như thế này này, nó không hà hơn gì cả. Đấy, nó giống như là người ta gọi là dây capsule non ấy. Thì với cái bộ dây silicon này này thì nó có độ đàn hồi tốt, ôm tay với cả rất là dễ dàng vệ sinh. Có bẩn ấy thì mình lấy một khăn sạch mình lau đi là xong. Đấy, hoặc là kể cả như mà ví dụ cái dây mà nó có dính nước đúng không ạ? Mình lấy khăn mình lau đi là ok. Nó sẽ không bị mùi giống như dây da. Và ở phiên bản này thì đây là phần dây này, khóa này, nguyên zin, tag mark của nó còn đầy đủ. Bản này thì mới nguyên zin chưa qua sử dụng nhá. Đằng sau đáy cũng sẽ có các thông số, đó là all stainless steel, water resistant này, 10 ATM này, rồi sau đó là Technos mã số hiệu là T8B14. Ở đây thì cũng có một cái tag của nó đi kèm, đó là T8B14 này. Giá hãng hiện tại đang là 38.500 yên. Tức là cũng tương đương với khoảng 6 cho đến 7 triệu. Mẫu này thì dành cho anh nam có cổ tay hơi to một chút xíu nhá. Size mặt của bàn này sẽ là size 43.2 và cái càng của nó sẽ là 48.8. Đây em đeo lên tay. Mọi người thấy là như tay em là tay 16 năm ấy thì em đeo lên tay thì nó cũng rất là ôm tay đúng không ạ? Đó, nó không bị thừa hay là không bị kiểu dạng như là hở các cái kẽ hở ở đây, rất ôm tay. Nhưng mà nói chung là để mà đẹp hơn ý, thì phải tầm cổ tay khoảng độ 17 hoặc là 17 năm thì là sẽ là đẹp hơn. Đó, đây là bản 6 kim Chronograph, tay bấm giờ thể thao. Cái niềng thì nó có cái độ bắt sáng rất là tốt, phía dưới này của nó sẽ là thép trắng rất là nổi. Bên trong thì nó sẽ có các cái lớp mạ vàng. Đấy, đây là dây chốt khóa. Ở bàn này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2.150.000. Dạ vâng, 2.150.000 nhá. Và phiên bản này sẽ ở mã 1281. Mã 1281, mã hàng thứ 2. Đối với bên nhà em ấy thì tất cả sản phẩm mọi người sẽ đều được kiểm tra hàng trước, sau đó là mình sẽ thanh toán cho bạn shipper. Đấy, thế cho nên là mọi người hoàn toàn là yên tâm. Tiếp theo sang ở mã 1283 thì phiên bản 1283 em lên một cái bộ cơ. Dạ vâng, em lên một cái bộ cơ đi. Cái bản cơ thì em lên cái bản của Merz trước nhá. Đây là bản của Merz này. Với cái thương hiệu này là thương hiệu của Pháp thì mọi người cũng đều quá quen thuộc với cái thương hiệu Merz này rồi. Ở đây thì em có đối về cho cả nhà mình là cũng sẽ là full hộp. Đấy, cái hộp của nó như thế này này, hộp rất là xịn sò đúng không ạ? Ở bên ngoài này nó giống như một cái mặt đồng hồ ấy, cũng sẽ có cái phần cọc số ở đây, đó là cọc số 12 giờ này, 12 giờ, 6 giờ này. Đấy, nó giống như một cái mặt đồng hồ luôn. Mình mở ra như thế này. Nó có một cái phần chốt khóa ở đây nữa này. Đấy, để giữ cái nắp hộp ạ. Đấy, để giữ cái nắp hộp. Sau đó là bây giờ thì mọi người cùng xem với em nhá. Đây là giấy tờ của nó này. Đấy, đây là giấy tờ em để ở góc này. Đối với cái mẫu Merz này thì đây là một cái thương hiệu của Pháp. Đó, và đây mọi người có thể quan sát mẫu này thì mới nguyên zin, mới chưa đeo rồi. Bởi vì nó còn nguyên cả một cái này là cái tem của nó. Nhưng mà cái tem nó không phải là nó chỉ là bằng giấy đâu. Nó giống như là một cái tờ giấy bạc ấy. Đúng là một tờ giấy bạc kiểu như thế. Vì là nó cứng á. Đây mọi người nhìn nhá. Đây là bằng mẫu cơ nhá mọi người nhá. Mẫu cơ chứ không phải pin đâu ạ. Đây là cơ. Đấy, và ở bàn này là bàn nó cơ tự động. Nó có cả hỗ trợ có tay này. Đấy mọi người đúng không ạ? Nó có cả hỗ trợ có tay đi kèm này. Đó. Đối với mẫu này thì nó
cũng đã có, tức là mẫu này là mới nguyên zin chưa đeo, nhưng mà nó cũng đã có một vài kiểu như là các cái kiểu dạng như là dấu ấn một thời gian rồi. Dạ vâng, nên là nó đang lên tiết đỉa phía bên trong này này. Cái tiết đỉa phía bên trong này mình lau đi nó sẽ sáng thôi. Đấy, nếu mà mình mà tháo ra mình lau đi là nó sẽ sáng. Ở bàn này thì cái cọc số ấy thì nó sẽ là cái cọc số La Mã nhé. Cọc số La Mã này ở vị trí 12, 3 và 9 giờ. Đấy, còn đây là cái logo biểu tượng của Mars đúng không ạ? Nó có một cái hình dấu cộng và một cái hình mũi tên này. Đây là biểu tượng đặc trưng riêng của Mars. Đây là một cái mẫu cơ như chạy kim rốn. Nó có hai cái mặt đồng hồ này. Đó là một cái phần cọc số và bên trong của nó thì nó sẽ là một cái mặt hình tròn này. Phía bên ngoài này thì được làm bằng chất liệu thép 316 này. Và trên này của nó sẽ là sáng bóng. Chỗ này cũng nó cũng sẽ là sáng bóng này. Tiếp theo về phần dây ấy, thì cái dây này là cái dây dây nó thiết kế kiểu dạng ba chấu. Đấy, nó sẽ có phay xước ở trên các phần nền mặt này và ở giữa này thì nó lại làm theo kiểu dạng sáng bóng. Thép trắng nhá, đây là dây chốt khóa. Mẫu này thì mới nguyên zin, mới chưa đeo luôn ấy. Đấy, và đằng sau đáy này. Đấy, đằng sau đáy này water resistant. Đấy ạ. Và mã số hiệu sản phẩm của nó sẽ là MA2173. Đấy, Mers, đây là bản hàng chính hãng của Mers nhá. Đây là dây. Đấy chưa? Ở đây nó sẽ có độ chống nước này, với cả tiếng Nhật thì em không không dịch được. Đấy, rồi là giá hãng của nó hiện tại này, đang là đây Mers Paris này. Giá hãng hiện tại đây là một cái mã sản phẩm để check này và giá hiện tại đang là 98.000 yên. Tức là nó tương đương với khoảng độ 18 cho đến 19 triệu. Đấy, giá cũng khá là cao đúng không ạ, chứ không hề rẻ một chút nào cả. Đối với mẫu này thì size của nó sẽ là size 39. Em cứ tính cho nó size 39 đi. Và cái càng của nó phía bên trong này của nó sẽ là 46.1 nhá. Còn nếu mà vì khi mà mình đeo ấy thì cái dây của nó như vậy đây, thì em đo cả cái phần gấp khúc của chỗ này cho cả nhóm xem, đó là 53.2, thấy chưa, ở phía bên trong bên càng này này nó là 45.8 này, còn bên ngoài này của nó này đó là 53.4 này, đó dây thép đúc nha, đeo lên tay này. Cái này thì nếu như mà mọi người mà có thể gần tiệm đồng hồ ấy, thì mọi người nhờ người ta có thể là vệ sinh lại ở cái phần cọc số này nó sẽ sáng hơn, bởi vì cọc số này đang lên tiết đỉa thôi. Đấy, các cái bản mà thời gian ấy thì có dấu ấn thời gian thì bao giờ nó sẽ hay lên tiết đỉa. Nếu anh chị nào mọi người hay chơi về hàng si thì mọi người sẽ biết. Đấy, dây này dài thoải mái, mới nguyên zin chưa đeo nhá. Ở bản này là bản cơ, lộ cơ đằng sau đáy đúng không ạ? Lộ cơ đằng sau đáy. Và mẫu này thì thôi, do là nó có cái kim nó đang lên màu theo thời gian rồi thì bản này thì em cũng sẽ coi như là để một cái giá mức giá kỷ niệm cho cả nhà mình, để mọi người có thể là về vệ sinh lại cái phần kim này giúp em. Đấy, thì mẫu này thì em sẽ để kỷ niệm cho cả nhà mình đối với mẫu này, đó là 2.950.000. Dạ vâng, 2.950.000 nhá. Và phiên bản này thì sẽ ở mã 1282. Đó, mới nguyên zin. Mã 1282. Đó, 2950. Tiếp theo thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là một cái mẫu pin tiếp thì em lên cho cả nhà mình một cái mẫu này, lấy cái mẫu này cho nó đẹp. Dạ vâng, với cái phiên bản tiếp theo thì em muốn gửi đến cho cả nhà mình đó là một cái mẫu của ITA. Đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, ở các cái lô hàng cũng phải khá lâu rồi đúng không ạ, thì em mới về ở cái phiên bản này, thì từ lô hàng lâu lắm rồi ấy, thì em có về mẫu này, thì sau đó thì mọi người có báo là hết, có hỏi thì em có báo là hết hàng rồi. Đấy, thì nếu anh chị nào mọi người có yêu thích ở mẫu hàng này thì các anh chị mọi người có thể là liên hệ lại giúp em. Với bản này thì em có về cho cả nhà mình, đó là giấy tờ của nó sẽ có đầy đủ. Đấy, giấy tờ của nó sẽ có đầy đủ và full hộp nhá mọi người nhá. Ở bên trong thì tag mark của nó cũng sẽ có cái đi kèm đầy đủ luôn này. Đấy, bên ngoài vỏ hộp ấy nó còn có một cái vỏ như thế này nữa. Đấy, vỏ này nó kiểu dạng như là người ta gọi là gì nhỉ? Giống như là cái đường vân carbon ấy, cái kiểu như vậy. Đó là hộp nhá. Đem cho cả nhà mình cùng xem. Với phiên bản này thì tất nhiên là mẫu này thì cũng đã qua sử dụng rồi, chứ nó cũng không phải là mới 100% nữa. Đấy, nhưng mà được cái là độ mới của nó sẽ còn rất là cao. Mọi người có thể thấy rằng là với phiên bản này thiết kế đó là cái phần viền vỏ là màu nâu cà phê.
Đúng không ạ? Không phải viền vỏ, mà viền vỏ của nó là màu vàng hồng. Dây của nó sẽ hơi màu nâu cà phê một chút xíu. Phía mặt bên trong thì nó là màu đen. Đây là phiên bản của ITA, đúng không ạ? Italian Technical này. Đây là dòng Rivale này. Và đây là một cái chi nhánh con ấy, đúng không ạ? ITA là chi nhánh con của Milano đấy. Đấy, một cái thương hiệu hãng thời trang rất là nổi tiếng trên thế giới ạ. Với mẫu này thì nó sẽ có chạy, đó là tổng cộng của nó sẽ là 5 kim. Nhưng mẫu này thì mọi người lưu ý một chút xíu cho em này, đó là bản này nó chỉ chạy 2 kim, đó là để mình xem giờ thôi. Đó là kim giờ và phần kim phút, tức là nó sẽ không hiển thị kim giây. Thế còn cái kim giây đang chạy này này thì nó là cái kim sonograph, kim bấm giờ thể thao nhá. Đó, cái này thì trước khi gửi hàng cho cả nhà mình thì em sẽ chỉnh giờ trước cho mọi người. Đấy, sau đó là mọi người sẽ hàng tới nơi thì mọi người sẽ kiểm tra xem là cái giờ của nó có chạy đúng hay không. Cái kim giờ là cái kim dây này này, nó là kim chronograph. Đấy, và thời gian chạy tốc độ tối đa của nó sẽ là 60 phút. Thấy chưa? Kim này nó chạy hết được một vòng 60 giây ấy, thì bắt đầu kim này nó sẽ nhích một khắc. Thấy chưa? Còn kim này là kim 24 giờ một ngày. Thì mình biết được là cái thời điểm này ví dụ như là nó đang là gần 5 giờ này. Đấy, thì nó đang ở cái vị trí đó là 17 đúng không ạ? Hơn 17 này. Gần 17 này. Đấy thì mọi người biết là lúc này nó đang là cái thời điểm đó là buổi chiều. Đấy nhá, thì nó sẽ rất là dễ, rất là tiện. Và núm thì nó sẽ có hai cái màu, đó là một cái màu núm đỏ và một màu núm vàng. Thì nó cũng sẽ tượng trưng đồng màu với cả cái phần kim và cái phần cọc số ở phía bên trong. Đây là núm đặc trưng riêng của ITA này. Đấy, đây là mặt trước và đây là mặt sau. Mọi người check ở phiên bản này thì mọi người có thể check lên với mã đó là ITA phiên bản Rivale này. Và rep là 29005 29005. Đấy, Quattro Resistance 5 ATM. Thì mọi người cứ check theo cái mã này, tên của nó này, tên bộ sưu tập. Sau đó là check cái mã này. Đấy thì nó sẽ lên cái phiên bản này luôn. Đấy, đây là dây của ITA nhé mọi người nhá. Dây này, rất là xịn, dây của Ý luôn ạ. Đấy, dây này, chốt khóa này. Đây, Italia Technical này. Đó, dây. Mẫu này em sẽ đo xem mặt cho cả nhà mình nhá. Mẫu này dành cho anh nam tay nhỏ với size 39.2 này. Và cái càng của nó sẽ là 48.6. Đấy, càng là 48.6. Như cổ tay của em là tay 16 năm. Ủa, bản này đeo lên tay rất là đẹp luôn. Mọi người thấy không? Cực kỳ nổi nhá. Cái này thì kể cả như là anh nam mà da mà ngăm ngăm ý, đấy, là nó cũng sẽ không kiểu dạng không bị chìm với da tay của mình. Thế còn nếu như mà ai mà da trắng một chút xíu này, mọi người thấy không? Rất nổi, rất là đẹp. Đây là một cái mẫu dành riêng cho anh nam tay vừa và nhỏ. Cái cổ tay của em là cổ tay 16 năm nhé. Ở đây thì sẽ có một cái tag mã của nó đi kèm và giá hãng đây này. Đây mọi người thấy không? Đây là cái mã của nó này. Đó là 29005 này. Đấy, mã QR này. Giá hãng hiện tại của nó đang bán đó là 77.000 yên. Nó sẽ tương đương với khoảng 14-15 triệu. Đấy, và người ta sell đi thì người ta cũng vẫn còn phải khoảng độ tầm 14 triệu. Đấy. Thì đây là một cái mẫu ITA rất là đẹp và em có về là full hộp giấy tờ sổ thẻ đầy đủ. Độ mới của nó còn rất là cao. Người ta chắc chỉ sử dụng 1 đến 2 lần thôi. Và ở mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2.850.000. Dạ vâng, 2.850.000 nhá. Và phiên bản này thì sẽ ở mã sản phẩm đó là mã 1283. Mã 1283. Đấy, tag của nó phía bên trong. Tiếp theo sang ở mã 1284 thì phiên bản 1284 thì em lên một cái mẫu cơ. Đây là một cái mẫu cơ mà cũng được rất nhiều anh nam mong đợi. Dạ vâng. Vì là cũng phải đến mấy một hai lô hàng rồi bắt đầu em mới về lại với bản Japan Craft màu mặt trắng này này. Đấy. Với bản Japan Craft màu mặt trắng này thì em có về cho cả nhà mình mẫu này sẽ là mới full hộp. Giấy tờ của nó có đầy đủ. Đấy, đây là nó sẽ có giấy hướng dẫn nhé mọi người nhé. Đây là một cái thương hiệu nội địa của Nhật. Và thật sự với cả nhà mình là em cũng rất thích với màu này luôn. Vì cái bản Japan Craft màu mặt trắng này này, khi mọi người nhìn đúng không ạ, nó giống y xì như một cái phiên bản của dòng Daytona, Rolex Daytona. Đó, và cái ở trong cái bộ sưu tập của Rolex Daytona ấy, thì cái mẫu màu mặt này là cái màu mặt đẹp và hot nhất. Đấy, cực kỳ là bán chạy. Em mọi người thấy là chạy này, full 6 kim. Đây là mẫu cơ tự động nhé mọi người nhé. Có cả hỗ trợ có tay đi kèm. Cơ tự động này automatic này. Đấy, và hỗ trợ có tay nhé, thì em lên có tay để cho mọi người thấy là cái cơ chế hoạt động có tay, phần chữ có tay của nó hoạt động như thế nào, nó có hoạt động hay không. Đấy, thì khi em lên có tay đúng không ạ, và mọi người thấy đang chạy đang hoạt động rồi. Đây là một cái mẫu Japan Craft hàng nội địa của Nhật và nó sẽ chạy đầy đủ 6 kim. Với các chức năng của nó đó chính là 31 ngày một tháng. Đây là lịch thứ và đây là kim 24 giờ một ngày.
mình biết được là cái lúc này là Kim nó đang hiển thị đó là cái lúc này là 6 rưỡi sáng, đúng không ạ? 6 rưỡi sáng, đây là thứ đấy. Thì ở đây nó sẽ có cái nút bấm này đấy, để em test luôn cho cả nhà mình cùng xem nhá. Đây là chức năng chỉnh lịch nhanh đó. Thế còn ở bên trong cái thông số của nó thì sẽ có Japan Craft này, Superlative Collection này, rồi là All Stainless Steel, là thép vô không gỉ 316 hết, Diamond là kim cương đấy. Và ở đây nó sẽ là các cái viên kim cương tấm ấy ạ, nó sẽ có đính được 8 viên kim cương ở phía bên trong, mặt màu trắng nhá, mặt màu trắng này đấy, và ba cái mặt đồng hồ phụ bên trong này này, nó là màu đen đấy nhưng mà nó lại làm cái vòng tròn đồng tâm ấy, nên là khi ánh sáng nó chiếu vào mọi người, đúng không ạ, đấy nó vẫn có cái độ bóng sáng ở trên cái nền đen rất là đẹp. Và cái chi tiết niềng ở bên ngoài này, đó chính là cái chi tiết niềng đá ceramic này, được khắc tất cả thông số. Đây là phần viền núm, ba cái núm này nó còn nguyên cả cái phần tem siêu xanh của nó luôn. Đây là bộ dây thép nhá, phay xước ở hai bên, sáng bóng ở giữa này, chốt khóa này, mặt trước mặt sau đấy, mọi người thấy là kể cả như phần sau đáy ấy, nó là đáy vặn, khi mà ánh sáng nó chiếu vào phần sau đáy này đấy, thì cái độ bắt sáng của nó sẽ cũng cực kỳ là tốt luôn này. Đấy, nó còn lên được cả máy sắc còn vòng cơ, một cái bản của Japan Craft. Với cái mẫu Japan Craft này thì sẽ có size mặt là size 39.6 ạ, và càng của nó sẽ là 47.3, thép trắng. Thép trắng thì đeo lên tay các anh chị yên tâm là không bao giờ sợ bị bay màu, kể cả như là các bản mạ vàng, nhưng mà mạ vàng thì thường là mình phải sử dụng tránh trước thời rửa mạnh, thế còn đối với thép trắng thì sử dụng yên tâm hơn rất nhiều. Và mọi người thấy mặt đẹp không, cái này mọi người nhìn ngoài nó còn đẹp hơn cả trên video nhé. Bởi vì là ở trên video này em đang ngồi trong phòng nên là nhiều khi mà ánh sáng nó cũng không đủ cái ánh sáng, không đúng cái ánh sáng tự nhiên của nó đâu, thì ánh sáng tự nhiên của nó sẽ đẹp hơn. Đấy, ba mặt đồng phụ bên trong này, kim cương này, đính kim cương ở phần kim ở phần cái phần cọc số đấy ạ. Đấy, đính 8 viên kim cương ở phần cọc số và đều được kim chấu. Nói chung là em rất là thích cái màu mặt trắng này này. Màu mặt trắng này nó rất là đẹp, màu mặt trắng với cả màu mặt xanh. Đấy là hai cái màu mà em phải nói thật sự là bán rất là chạy luôn, vì em cứ đấu được chiếc nào về là bắt đầu là coi như là hết hàng hết. Đấy, đây là một cái mẫu thiết kế màu mặt trắng này, này của dần nó giống với cả của Rolex Daytona. Bản này thì em về là full hộp, giấy tờ của nó đầy đủ nhá. Và đây là bản hàng chính hãng của Japan Craft, phiên bản nội địa của Nhật. Mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 3.150.000. Dạ vâng, 3.150.000. Đây là mẫu cơ tự động, có hỗ trợ có tay đi kèm và chạy đầy đủ chức năng ở phía bên trong. Đây là mã sản phẩm của nó sẽ là mã 1284. Mã 1284. Tiếp theo sang ở mã 1285. 1285 thì em lên mẫu nào được nhỉ? Đây, thôi em lên tiếp một cái mẫu cơ này nữa đi. Mẫu cơ này nhá, mẫu cơ này là mẫu cơ của Kogu này. Cái mẫu cơ Kogu này thì em cũng hơi tiếc, đó là mẫu cơ Kogu này thì mẫu này thì nó lại không về hộp. Chứ còn nếu mà nó mà về hộp nữa thì cũng sẽ quá là ok. Đó, bản này thì độ mới của nó sẽ còn rất là cao. Vì em thấy là cái dây ấy, thì cái dây này nó chỉ có nếp gấp theo kiểu dạng như là theo cái gối của nó thôi. Đấy, chứ còn nó không có cái màu theo kiểu dạng cùng màu của thời gian hay là màu của cái việc mà mình đã sử dụng đâu. Cùng lắm là người ta chỉ sử dụng 1 đến 2 lần. Nhưng mà do là nó không về hộp, vì thế cho nên là khi mà đã không về hộp rồi ấy, thì thường là người ta sẽ để cái nọ nó sẽ ấy vào cái kia ấy, thì thành ra là nó sẽ có một vài các cái vết xước răm nhẹ. Đấy, nó sẽ có một vài xuất hiện một vài vết xước răm nhẹ, nhưng mà nó sẽ không đáng kể đâu và nó không lộ lắm. Đấy. Ở đây thì với cái thiết kế của bản Kogu này thì như ở các cái lô trước thì em có về cho cả nhà mình là các bản Kogu, nhưng mà cái mặt bên trong nền của nó ấy, đấy nó sẽ có đó là cái màu gì nhỉ? Màu đen đúng không ạ? Màu đen. Đấy thì đối với bản Kogu này thì nó có cái logo của Kogu này. Đấy, chữ G chữ C này của nó sẽ là màu trắng. Đó, Kogu Italy này, và nó sẽ có là lộ cơ. Đây là một cái phiên bản mà sẽ làm theo phong cách skeleton. Đấy, và ở đây nó cũng sẽ có cả hỗ trợ có tay đi kèm nhá. Kim của nó sẽ là kim nung xanh này. Đấy, kim nung xanh này, kính này. Rất là đẹp, ủa bản này đẹp lắm. Kim xanh, tông nền mặt trắng này. Rồi là nó sẽ có các cái vòng tròn đồng tâm này. Đấy, và đây nó giống riêng, em phải nói thật sự là riêng về cơ, khi mà mọi người chơi sang cơ ấy, nó giống như mà là một cái thế giới thu nhỏ trên cái cổ tay của mình. Vì mọi người có thể là ví dụ như các bản lộ cơ này, mình quan sát được cả cái quá trình hoạt động của nó như thế nào nhá. Từ lúc mình rút núm này, rồi mình lên cót này, rồi là các cái bánh răng nó chuyển động, tức là nó có cái sự lần lượt này. Đấy, từ cái bánh răng này nó chuyển sang bánh răng khác, nhìn trông nó đẹp lắm.
Đấy, tức là nó gần như là nó có một cái sự liên hoàn ý. Đây là phần viền núm này. Đấy, mặt trước và đây là mặt sau. Đây là một cái mẫu hành xính hãng của Kogu, thương hiệu của Ý nhé mọi người nhá. Và tất cả thông số sẽ đều được khắc ở đằng sau đáy ạ. Đấy, và đây là cái dây. Dây thì như em đã có chia sẻ rồi thì ở đây thì nó cũng không không có gọi là cái màu theo thời gian đâu, bởi vì là nếu mà màu theo thời gian thì nó chỉ có một vài các cái nếp nếp ở đây thôi, hoặc nó bị lì đấy, nhưng ở đây thì nó sẽ không có. Và nếu mà có thì người ta sử dụng, chắc người ta chỉ dùng 1 đến 2 lần thôi chứ người ta cũng không không có sử dụng nhiều. Đấy, cái tức là bộ dây da còn rất là mới nhá, dây chốt khóa của nó còn nguyên zin. Đấy thì như em đã có chia sẻ là nó chỉ xuất hiện một vài các vết xước răm nhẹ chứ nó cũng không lộ. Cái này thì em sẽ vệ sinh lại cho cả nhà mình. Đấy thì cái đồng hồ của nó sẽ sáng bóng, nó sẽ đẹp hơn. Đối với mẫu này sẽ có size mặt là size 42 và cái càng của nó sẽ là 49.2. Đây, mặt trắng này, dây da đen này. Đó, mọi người thấy không? Rất là đẹp, dành cho các anh nam. Anh nam nào mà có cổ tay tầm 17 năm đổ lên. Đấy thì đeo sẽ rất là ok. Và bản này thì em cũng do là không có hộp nhá, thì thôi em mẫu này em cũng để cho cả nhà mình. Đó là 3 triệu 150 nghìn. Dạ vâng, 3 triệu 150 nghìn. Và phiên bản này sẽ ở mã 1285, 3150, mã 1285. Tiếp theo sang ở mã 1286 ạ. Thì phiên bản 1286 em lên một cái mẫu này của Hatigua này. Đây, em lên luôn mẫu này. À thôi em lên mẫu này đi. Mẫu này, sau đó thì lên mẫu kia. Mẫu này là mẫu của Citizen. Đấy, với cái bản Citizen này thì nó sẽ dành riêng cho anh nam tay to nhé. Cho anh nam tay nhỏ không đeo được bởi vì cái bản này form to. Đây là cái giấy tờ hộp. Bản này thì có giấy tờ của nó đầy đủ, tag mác của nó đầy đủ ở phía bên trong. Mẫu này thì mới. Đây mọi người nhìn này. Đấy, một cái bản Citizen rất là đẹp. Full 6 kim, mẫu này là mẫu pin. Đấy, ở đây thì nó cũng sẽ chạy kim 24 giờ một ngày nhá. Chạy kim dây, kim sonograph này. Cái kim này là kim mình xem giờ nhá. Đấy, còn cái kim to này này, nó sẽ là kim sonograph. Và thời gian đo tốc độ tối đa sẽ là 60 phút. Nó cũng có một cái niềng tachymeter này. Đấy, mặt bên trong thì sẽ có cái đường vân galoche rất là đẹp. Toàn bộ phần viền vỏ này, mặt này, màu trắng này. Đúng không ạ? Làm theo kiểu ở mặt trên này nó viền ý. Cái niềng bezel sẽ làm theo kiểu dạng sáng bóng này. Cạnh này của nó cũng sẽ làm theo kiểu dạng sáng bóng này. Và đây là dây. Đấy, dây nhá. Dây thép này, dây chốt khóa này. Mặt trước này, mặt sau này. Đấy, với các cái mã số hiệu của nó đi kèm này. Thấy chưa? Japan Moment. Với các cái phiên bản của Citizen này thì đây là các cái mẫu mà phiên bản hàng thương mại đấy. Đúng không ạ? Đây. Nên là các chị thấy là size của nó sẽ là size to ấy, vì là nó sẽ phân phối ra thị trường Tây Âu. Với mẫu này thì sẽ có size mặt là size 45 cơ. Vì bình thường Citizen mọi người thấy size nhỏ lắm. Nhưng mà mẫu này thì nó sẽ là các cái mẫu thương mại thì thường là nó sẽ phải sản xuất các cái size để phân phối ra ở các thị trường nữa. Và cái càng của nó sẽ là 53.2. Đấy, càng 53.2, mặt trắng, thép trắng nhé. Dành cho anh nam tay vừa và hơi to. Đấy, để có một cái mẫu mà của Citizen ấy, mà to như thế này thì nó khá là hiếm luôn. Dạ vâng, bản này em có về là full hộp, giấy tờ số này đầy đủ. Mẫu này thì độ mới còn rất là cao. Cái này người ta cũng chỉ sử dụng chắc là 1 đến 2 lần thôi chứ người ta cũng không 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 có sử dụng nhiều. Đó, và với phiên bản 6 kim này thì mẫu này em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này, đó chính là 2 triệu mốt. Dạ vâng, 2 triệu mốt nhá. Và mẫu này full hộp, giấy tờ số này đầy đủ. Bản này ở mã 1286. Mã 1286 này. Đó, Citizen 6 kim. Tiếp theo sang ở mã 1287. 1287 thì em lên cho cả nhà mình đây mẫu này luôn. Để em lên mẫu này luôn. Cái mẫu này thì mọi người lưu ý một chút xíu cho em, đó là đối với mẫu này nhá, thì em có về cho cả nhà mình ở mẫu này, đó là full hộp. Đấy, đây này, hunting cua này. Full hộp của nó này. Đấy, nó sẽ có hai cái lớp ở đây. Ở bên trong này, đấy là hộp vỏ ngoài nhá, còn đâu là hộp bên trong sẽ có Hunting World New York này. Thì nó sẽ có giấy tờ, số thẻ của nó đi kèm. Ở bản này ý, thì độ mới của nó cũng còn khá là cao, mẫu này là đã qua sử dụng rồi, nhưng mà độ mới còn rất là cao. Với cả hai nữa đó là cái thời gian ý, vì thế cho nên làm cho cái hộp của nó này, để cái phần da ở trên này nó đã bị bong, bong mất cái phần da ở đây.
và gối là không có nhé mọi người nhé, không có gối đâu. Đấy là em thấy nó kiểu sợ, em sợ bị hỏng dây ấy, vì thế cho nên là em lấy một cái gối của cái hộp đồng hồ của em để em cho vào đây đấy, chứ không phải là gối zin của nó, bởi vì gối zin của nó sẽ phải là gối da, một cái gối da thì chắc là nó bị bợt hết rồi, vì da nó lâu nó sẽ bị bợt hết. Thì em cứ để vào đấy để em giữ cái dây ấy, cho cái dây nó không bị gãy. À, đối với mẫu này thì đây mọi người cùng xem với em này, về độ mới của nó này sẽ còn rất là cao, thấy chưa? Đó, Hunting World này, Made in Italy này, 1, 2, 3, 4, 5 kim nhá. Đấy, và kim này là kim dây để mình xem giờ ấy, và sau đó là kim ở trên này của nó sẽ là kim chronograph, kim bấm giờ thể thao. Cái mặt ở bên trong này này, đấy nó lại còn có một cái mặt với các cái thông số của nó đi kèm ở bên trong này nữa này. Đấy, ở bên ngoài này nó sẽ có base này, base 30 này, pulsation này, em không biết dịch đâu, cái đoạn này em không biết dịch. Đấy, nói chung là với các cái chức năng của nó nữa. Còn đây là phần viền này, núm này, mặt trước này, mặt sau này. Đấy, Hunting World, mã số hiệu của nó sẽ là Hunting World à, HW015. Đấy, all stainless steel, thép không gỉ nhá. Đối với mẫu này thì như em đã có chia sẻ là đã qua sử dụng rồi. Đấy, dây là Vera Pelle Made in Italy này, dây có thể tự thay được. Đấy, dây này. Thấy chưa? Dây còn rất là ok luôn. Đây, các cái dây này nó giống như là cái bộ dây handmade ấy. Mặt của nó sẽ là màu trắng nhé, mặt của nó là màu trắng. Ở phiên bản này thì sẽ có size là size 41.2 và cái càng của nó sẽ là 49.2. Đấy. Cái tông màu là tông màu mặt trắng này, dây đen này, đúng không ạ? Mặt trắng dây da đen này. Đẹp nhá, ôm tay. Thì ở cái mẫu này thì em hộp ý, nó có về ý, thì nó có thêm cả một cái bộ dây nâu này nữa này. Về có thêm cả một cái bộ dây nâu. Đây. Thấy chưa? Dây nâu này cũng là dây nguyên zin của nó luôn. Đấy, cũng là dây nguyên zin. Cũng có logo này, Hunting World này. Đấy, và tất cả các bộ dây này thì nó đều là các cái chốt thông minh hết. Thế cho nên là mọi người về thì các chị có thể là tự thay dây được. Ví dụ như hôm nay thì mình thích thì mình đeo dây đen, hoặc là mình hôm sau thì mình đeo thay đổi, mình đeo dây 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 nâu cũng sẽ rất là ok. Thì dây thì em sẽ để ở cái phần góc cạnh ở đây. Đó. Đối với mẫu này nhá thì em cũng đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này, hộp nó hơi cũ thôi. Nhưng mà được cái là cái đồng hồ và cái chất lượng của nó sẽ rất là tốt. Đấy, nên là mọi người sử dụng các chị hoàn toàn là yên tâm. Đây, mặt của nó này rất là đẹp. Và với mẫu này thì chạy kim chronograph, kim bấm giờ thể thao có ô lịch ở vị trí góc 3 giờ. Một cái phiên bản thiết kế đơn giản nhưng mà rất là sang trọng, và mọi người có thể kết hợp các cái áo hay là các cái set đồ nó cũng sẽ rất là ok đấy ạ. Và bản em để cho cả nhà mình đó là 2.550.000. Là bằng 2.550.000 nhá. Phiên bản này sẽ ở mã 1287. Đấy. Thì bao gồm có một cái đồng hồ ấy, và nó sẽ có một cái phụ kiện dây đi kèm. Full hộp giấy tờ sổ thẻ của nó đầy đủ. Thì cái này là em cho vào gối này nhá, để cho tránh được cái phần gãy dây. Vì là nó không về cái hộp zin, à cái gối zin của nó. Nên là em phải để vào đây. Em không tìm được cái gối nào mà nó thứ tương tự, nhưng mà thôi mình để gối này cũng được. Miễn sao mình giữ dây là ok đúng không ạ? Tiếp theo sang ở mã 1288 ạ. Thì đây, em lên cho cả nhà mình một cái mẫu của Orient dòng Express. Với bản Orient dòng Express này thì đây là một cái thiết kế của nó sẽ là cái bản phong vuông. Thực sự là khi mà đấu về cái mẫu này thì em cũng cứ tưởng nó là cái form size to, size của nam cơ. Size nam tay to ấy, nhưng mà về thì form của nó sẽ hơi nhỏ. Cái này chỉ dành cho là một là anh nam tay nhỏ, cực nhỏ, hoặc là chị nào mà nữ phải tay thật to. Đấy thì mọi người mới đeo được. Đấy nhá, thì cái mẫu này thì em cũng sẽ để giá kỷ niệm cho cả nhà mình. Đây này, có nó sẽ có giấy của đây, Orient Express này. Đấy, Japan, thẻ bảo hành. Bản hàng chính hãng. Ở đây cũng có một cái tem này, automatic này. Orient Express này. Nó tem nó hay gắn vào dây á. Rồi là sẽ có một cái thẻ tag mark của nó đi kèm. Đấy, mã số hiệu của sản phẩm ở đây 98.000 yên. Nó tương đương với khoảng độ 18-19 triệu. Đối với mẫu này nhá, thì em cũng chia sẻ một chút xíu, đó là cái mẫu này thì cái dây của nó không zin nữa rồi. Dạ vâng, dây của nó không phải là dây zin của Orient đâu. Cái dây này là cái chủ cũ đã thay cái dây của Bambi rồi. Và các anh chị biết là
Ở trong Hoàn Si thì cái dây Bambi nó là một cái chất liệu dây mà cũng rất là tốt, đúng không? Dây của hãng Bambi là dây chất liệu cực kỳ tốt luôn ạ. Đấy, thì riêng về dây này thì mọi người hoàn toàn là yên tâm, đẹp và dây của nó rất là mới nhá. Còn về cái đồng hồ ấy, thì ở đây là bản Orient Express, đây là mẫu cơ tự động và cũng sẽ có cả hỗ trợ có tay đi kèm. Đấy, cũng làm theo phong cách skeleton và nó có ba kim, kim thì cũng sẽ là bộ kim nung xanh. Đấy, tức là được nung ở một cái nhiệt độ cao ấy, sau đó người ta cho thêm một vài thành phần vào thì để tạo thêm một cái bộ kim đẹp. Đấy, bộ kim xanh, kim kim hình lá nhé, kim hình lá này. Đấy, và người ta làm theo phong cách skeleton thì cho nên là với các cái bảng hay các cái bánh răng màu vàng nó sẽ lộ cơ đây. Đấy, nếu mà mình quan sát được toàn bộ luôn cả cái quá trình hoạt động như thế nào này, kể cả từ lúc mình lên cót, cuộn cót ra sao này, rồi là cái mẫu này là tự động nữa, mình nhìn được các cái bánh răng này, cái sự chuyển động ở phía bên trong này. Thực sự nhiều khi mà mình ngồi mình ngắm các cái sự chuyển động của các cái cơ này này, đúng không? Nó cũng có cái điều rất là hay, rất là thích. Mẫu này thì nó có hai cái tay càng của nó sẽ ôm ôm xuống nhá, hai tay càng của nó sẽ ôm xuống như này. Đấy, bản này thì nó sẽ có size là 30.6 ạ, và cái càng của nó ở đây sẽ là 37.6. Đấy, hai càng ôm thì như em chia sẻ rồi, cái dây đúng không ạ, nó không phải là dây zin nhưng mà cái dây của nó là dây Bambi nên là chất dựng dây của nó cũng được làm bằng chất liệu thép 316 hết. Đấy, đều tức là nó là vừa phay sức vừa sáng bóng kết hợp với nhau. Còn đây là đằng sau của nó sẽ có lộ cơ. Đây, em đeo lên tay cho cả nhà xem nhé. Đấy, cái dây này cho ai mà có tầm cổ tay khoảng độ tay 17 thôi, tay 17 đeo lên tay nó sẽ rất là ok. Đây là một cái mẫu của dòng Orient Express. Cái mẫu này thì lưu ý cho em là thay dây rồi nhá. Dạ vâng, và dây nó mới, nó đẹp lắm. Ở bàn này thì em thôi thì do đó là cái size của nó cũng hơi kén tay một chút xíu là một. Thứ hai nữa đó là cái dây cũng đã thay rồi. Vì thế cho nên là ở mẫu này thì em cũng sẽ để cho cả nhà mình, kỷ niệm cho cả nhà mình ở mẫu này. Đó là 2 triệu 850 nghìn. Dạ vâng, 2 triệu 850 nghìn nhá. Thì ở bàn này thì sẽ ở mã hàng đó là 1288. Mã 1288. Đấy, full hộp giấy tờ của nó vẫn còn đầy đủ. Tam mác của nó còn đầy đủ luôn. Tiếp theo sang ở mã 1289 ạ. Mã 1289 thì em lên cho cả nhà mình một cái bản. Đây là bản của Larsen & Jennings. Với bản Larsen & Jennings này thì em có về là full hộp. Mẫu này thì mới lắm, mẫu này thì không được chê một điểm gì luôn. Đấy, mới này, mới nguyên zin luôn. Đây là một cái Larsen & Jennings, ở bên trong có sẽ có sổ này, sau đó có biểu tượng hình sư tử đấy ạ. Dạ vâng, nó sẽ có một cái phần đó là cái chốt này để mình có thể là mình thay dây ấy. Đấy, chốt để mình có thể là thay dây. Với mẫu Larsen & Jennings này, máy chuẩn của Thụy Sĩ và nó chạy kim rốn ở vị trí góc 6 giờ. Kim giờ và đây là phần kim phút. Kim này thì cái ô cửa sổ lịch ở đây, nó sẽ ở vị trí góc 3 giờ. Và toàn bộ phần viền vỏ thì đều được làm bằng chất thép không gỉ 316. Đây mọi người thấy cái chất thép của nó nhá, nó cũng khác. Cái này khi mà mọi người cầm trực tiếp vào trên tay ấy, mọi người sẽ thấy rõ hơn. Bởi vì là khi mà mọi người cầm trực tiếp trên tay, mọi người sẽ thấy cái chất thép của nó có một cái cảm giác nó khác biệt luôn ấy. Đấy, đây này, nó làm rất là chỉnh chu đúng không ạ? Chi tiết này, phay xước này. Mặt kính là mặt kính sapphire và nó được phủ thêm ao là chống chói ở phía bên trên này. Đấy, nó giúp cho là bảo vệ cho cái mắt của mình đúng không ạ? Và đây là phần núm nhá, và đây là mặt trước và đây là mặt sau. Đấy, Swissmade Stainless Steel Water Resistant 50 TM, có biểu tượng một cái hình chú sư tử và có hình vương miện ở đây. Đấy chưa? Đấy, Larsen & Jennings này. Dây này, British Leather, một thương hiệu đến từ Anh. Đối với phiên bản này là một cái thiết kế dây màu gray, màu hơi xám xám một chút xíu đẹp. Bản này thì được cái là mỏng lắm. Mẫu này thì em đo size là size 38.4 nhá. Và càng của nó sẽ là 43.9 này. Và em đo độ mỏng cho cả nhà mình cùng xem. Mỏng đối với mẫu này là 6.7 thôi, rất mỏng. Đấy, và đây nó có thương hiệu của đây này, Larsen & Jennings này. Đấy, đây mẫu này đeo lên tay đẹp. Cái này thì các anh nam tay nhỏ hoặc là chị nào nữ tay to mà thích các cái đeo các cái form to mình cũng có thể là đeo được. Được cái là đẹp lắm, con này đẹp lắm, rất là mỏng, cầm rất là chắc chắn đầm tay. Mẫu này là 1.950.000 ạ. 1.950.000 nhá. Phiên bản này là phiên bản máy chuẩn của Thụy Sĩ ạ, bản hàng chính hãng của Larsen & Jennings. Mẫu này sẽ ở mã 1289. Đó, ở mã 1289. Sang ở mã 1290 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay thì em lên cho cả nhà mình, đó là một cái bản của Casio, Casio 14. Đó, với bản của Casio 14 này thì em có về là full hộp.
Đây này, giấy tờ của nó sẽ có đầy đủ bên trong nhé. Đây là giấy tờ ở bên cạnh, góc cạnh. Ngoài này nó có một cái hộp nữa cơ. Đây, để lấy cái hộp. Đây, KC14 này. .com này, thấy chưa? Đấy, nó có một cái hộp. Thì đối với cái mẫu Casio này thì cái form của nó sẽ rất là lạ. Form rất là lạ. Đấy, đây, nó thiết kế mặt hình lòng chảo nhá. Cái kim của nó cũng được gấp khúc này. Thấy chưa? Dạ vâng, chứ nó không phải là cái kim thẳng giống như các bản kia, bởi vì là nó thiết kế theo cái mặt của nó mà là mặt lòng chảo mà. Để đây là kim giờ này, kim phút này, kim giây này, cọc số này. Đấy, ví dụ như mọi người nhìn như thế này nhá thì nó sẽ là cái màu, nó màu hơi màu đồng đồng một chút xíu đúng không? Nhưng mà khi mọi người thấy này, ánh sáng nó chiếu vào này. Đấy thì nó sẽ lên cái màu vàng. Mọi người đúng không ạ? Đấy, đẹp chưa cái bộ kim này? Nó rất là hay là như vậy nhá. Đây nếu mà nhìn như này thì nó lại là màu khác này. Nhưng mà khi mà có ánh sáng chiếu vào này thì nó lại lên là giống như là cái màu vàng ấy. Đấy, ánh sáng, chỉ cần ánh sáng chiếu vào này, nó trải vân này, trải vân mặt này. Đây là phần viền cạnh nhá, núm này, mặt trước này, mặt sau này. Đây là By Mario Mobile này, độ chuẩn nước 50 TM. Đây là Casio14.com, Freedom is Line này, phay xước, dây lụa. Cái màu của nó như vậy đấy. Tất nhiên là mẫu này thì nó không phải mới nguyên zin 100%, nhưng mà cái màu của nó là như vậy nhá, chứ không phải là cái màu theo thời gian đâu. Đó, đây là dây, chốt khóa, dây lụa. Được cái là mình có thể di chuyển theo đúng cái size tay của mình luôn. Với size mặt của nó sẽ là size 41.2 và cái càng của nó sẽ là 48. Mẫu này cũng dành cho các anh nam có tay tầm 17 đổ lên ý, thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, thiết kế lạ. Cái bản này thì em nghĩ là mọi người xứng đáng, mà các anh hay thích sưu tầm ý, thì nó sẽ xứng đáng ở trong đội sưu tập của mọi người. Nó lạ bởi vì thiết kế mặt lòng chảo. Bản này thì thôi em cũng kỷ niệm luôn, đó là 950.000. Dạ vâng, 950.000 nhá, mã 1290 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Do cái thời lượng video thì cũng khá là dài rồi thì em xin phép là sẽ kết thúc video ở đây và để hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo. Thì hàng ngày thì em đều sẽ cập nhật các mẫu hàng mới cho cả nhà mình. Thì mọi người yêu thích ở phiên bản đồng hồ nào thì các chị liên hệ theo số hotline của em, đó là số 0858 58 58 từ quý 2, hoặc là có thể để dưới phần comment bình luận nhé. Và mọi người hãy bấm đăng ký kênh để có thể liên tục cập nhật mã hàng mới bên em. Dạ vâng, và cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi video này. Thì em xin phép là sẽ kết thúc video và hẹn gặp lại ở trong video tiếp theo.